Đấu thứ hai của chương trình phá giải nhất, đo mang trong cục màu đỏ là đô Trường Hồn, xã Hữu Bằng, Thạch Thất. Đo mang trong cục màu xanh là đô Hàng của Bộ Công an. Trọng tài điều khiển Văn Hùng, trọng tài chống Văn Hải. Hai đô mở số, nghe lệnh trọng tài chống, xe nào. Như chúng tôi đã giới thiệu, đô Trường Hồn, Hữu Bằng.